chào bà con. Hân hoan vui mừng và phấn khởi chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Vâng, thưa bà con, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Rồi, đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá ma hoàng phải dây, dừng chân mà ghé lại nơi đây mà chẳng đá nào dấp chẳng dây nào hoàng. Rồi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mỗi Ngày Một Câu Chuyện 38 cùng Sơn Sàm. Ok, ma em mừng đông đi cài bừa, tía em mừng đông đi cài bừa, ma em ngày xưa là nông dân, tía em ngày xưa là nông dân, cùng sắm trên đồng mà bao la. Ma em ngày xưa là nhà giàu, tía em ngày xưa cũng nhà giàu, ma em ngày xưa là ăn cua, tía em ngày xưa là ăn tôm, xui quá bây giờ em ăn cơm không. Ma em ngày xưa chưa người nghèo, tía em ngày xưa chê người hèn, má em giờ đây là xin ăn, tía em giờ đây là ăn xin, hên quá em bây giờ mà lùm lông. Má em ngày xưa đi bộ đội, tía em ngày xưa bên hậu cần, má em chuyển ngành làm công an, tía em chuyển ngành làm công an, xui quá em bây giờ là công nhân. Một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua anh một cái hòm, một chiếc chiếu, một cặp đèn cầy, đừng có cung, đừng mời thầy, đừng làm gà, đừng mời ai cả em ơi. Một đàn gà, năm luống rau, ba con trâu, năm con heo dơi, một con bò, em đừng làm, tiền cũng hết mà tình cũng mất mà không xây mồ cho anh. Ô kìa ai như cô Thăm, con bắt năm ở xa mới về, dáng người ôi sao đen quá, trông giống như mấy cô người miền, mới ngày nào tung tăng giấy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thấm đen hơn người miền. Mặt hoa da phấn đôi mắt đen thùi, mày cong môi tím cái mắt thâm quần, tay thì là tay thì đen mà chân thì lông, nhìn cô thay gớm muôn ngói qua trời, ước chi ta đừng có dâu là nàng. Rồi chương trình ca nhạc văn nghệ sẽ được phép tạm dừng giải trí như thế thôi nha bà con. À, sau một ngày làm dịch là sau một ngày gì dịch bệnh mệt mỏi, tình hình dịch bệnh thì cũng đang diễn biến phức tạp, rất là mệt mỏi đó, ai cũng nhức cái đầu hết, thì mình giải trí chút xíu. Bây giờ giải trí xong á thì mình quay trở lại vấn đề tin nóng và tin hot nha. Đó, hôm nay Sơn Sàm cũng có một số tin để gửi đến cho tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, như là cái bản tin ngày hôm qua Sơn Sàm đã đưa lên là gì, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa ở Nha Trang đó là ông Trần Lê Hữu Thọ đó. Ông Thọ này là ông đã bị kỷ luật nha bà con, đó liên quan đến vấn đề bánh mì không phải thực phẩm. Anh đã xử phạt cái anh Trần Văn Em đó. Thì liên quan đến vấn đề này thì chủ tịch ủy ban dân thành phố Nha Trang cũng đã gửi lời xin lỗi đến công dân Trần Văn Em đó, và cũng gửi lời xin lỗi đến công dân Trần Văn Em, và cũng đã có những cái hình thức xử lý về những cái cán bộ có liên quan về vấn đề nhận thức về cái chỉ thị 16. Thì ngày hôm qua thì trên báo cũng đã đăng, sáng nay báo đăng là bên lãnh đạo ủy ban dân thành phố Nha Trang lại tiếp tục xác minh một cái clip là ông Thọ là ông đã từng là xử phạt cái cơ sở sản xuất bánh mì. Thì kính thưa quý vị, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước khi cái ông Thọ này ông bắt cái xe của anh Trần Văn Em vì cái lý do đi mua bánh mì là bánh mì không phải thực phẩm đó, thì bây giờ tiếp tục lòi ra một cái video clip nữa, là ông này là ông đã từng xử phạt một cái cơ sở sản xuất bánh mì mà người ta bán bánh mì mang về thôi đó, với lý do là bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu và là vi phạm cái chỉ thị 16. Đây
Trước khi đến với vấn đề này thì xin mời quý vị xem qua cái clip nha. Clip này là ông Thọ. Ông Thọ, cái tổ công tác của ông Thọ đã lập biên bản xử lý cái cơ sở bánh mì này. Đó, và người ta đang xác minh. Rồi xin mời quý vị chúng ta xem qua clip. Hôm nay vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại 389 Điện Biên Phủ, cơ sở bánh mì. Chúng tôi gồm ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân phường, ông Lê Huỳnh Sang, công an phường, ông bà tổ chức Nguyễn Văn Tiến có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp về phòng chống dịch bệnh, cụ thể đang bán cho người mua mang về có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh không tạm dừng hoạt động kinh doanh như nhà hàng, quán ăn uống, cà phê, kể cả bán hàng mang về, các cửa hàng cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Rồi, kính thưa quý vị, như vậy là quý vị đã xem xong cái video clip mà cái tổ công tác của ông Thọ này xử phạt cái cơ sở bánh mì. À, nguyên nhân là do là cơ sở bánh mì này là vi phạm chỉ thị 16 và bánh mì không phải là cái thực phẩm, không phải là mặt hàng thiết yếu. Đó, thì bây giờ sáng hôm nay thì báo mới nha, báo mới cũng đã đồng loạt đưa tin. Đó, báo cũng đã đưa tin là xác minh clip Phó Chủ tịch phường xử phạt cơ sở sản xuất bánh mì. Đây, báo đã đưa tin chính thức về việc này. Thì ở trong cái nội dung clip á, là thể hiện ông Thọ dẫn đầu tổ chức đoàn công tác kiểm tra lập biên bản vi phạm một cơ sở sản xuất bánh mì ở thành phố Nha Trang vào ngày 12 tháng 7. Đó. Thì tối 20 tháng 7 thì lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Nha Trang Khánh Hòa cho biết đang xác minh một clip ghi lại cảnh tổ công tác của Ủy ban dân phường Vĩnh Hòa lập biên bản vi phạm một cơ sở sản xuất bánh mì ở trên địa bàn. Thì theo đó thì clip dài khoảng 3 phút được ghi lại vào chiều ngày 12 tháng 7, có nội dung là tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban dân phường Vĩnh Hòa là đang đọc biên bản vi phạm hành chính tại cơ sở bánh mì do ông Nguyễn Văn Tờ trên đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang làm chủ. Thì biên bản có nội dung như sau. Biên bản có nội dung là ông Tờ đã có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh, vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đã được phường tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết, cụ thể đang bán cho một người mua mang về. Điều này là vi phạm vào điều khoản không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng, có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh không tạm dừng hoạt động kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, cà phê, kể cả bán hàng mang về, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như tạp hóa, rượu, bia, bánh kẹo. Cuối biên bản thì vị công chức cũng yêu cầu ông Tờ phải chấm dứt hành vi vi phạm trên và mời ông này một ngày sau lên trụ sở Ủy ban dân phường Vĩnh Hòa để làm việc. Thì đáng chú ý là người dẫn đầu cái tổ công tác và ký vào cái biên bản vi phạm trong cái clip là ông Trần Lê Hữu Thọ, đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Vĩnh Hòa. Thì cái ông Thọ này cũng là nhân vật chính trong clip là kiểm tra và giữ xe máy giấy tờ tùy thân của nam công nhân Trần Văn Em vào ngày 18 tháng 7 khi anh này ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Thì kính thưa quý vị, sau khi clip lan truyền trên mạng thì nhiều ý kiến cho rằng là cơ sở kinh doanh sản xuất bánh mì là được phép hoạt động khi giãn cách xã hội, và nếu chỉ bán mang về như là vị công chức phường đọc ở trong biên bản á thì hoàn toàn không có sai về quy định theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, đúng không? Tại vì bánh mì là thực phẩm thiết yếu và người ta chỉ bán mang về, như vậy là không có vi phạm, mà tại sao là tổ công tác lại đang lập biên bản vi phạm? Thì lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Nha Trang cũng khẳng định cơ sở sản xuất bánh mì là được hoạt động bình thường đó, trong khi thực hiện giãn cách xã hội và phải đảm bảo 5K theo quy định của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, như vậy là trong vòng vài ngày mà ông Trần Lê Hữu Thọ là phó chủ tịch phường của Vĩnh Hòa thì anh này đã dính mấy phốt luôn ha. Đó, như chúng ta đã biết thì ông Thọ này là liên tục là khẳng định là bánh mì không phải là thực phẩm. Đó, bánh mì là không phải thực phẩm mà. Đó, và ngày hôm nay có clip là ngay cả cái cơ sở bánh mì cũng dẹp luôn. Nghĩa là trong đầu của ông này là không có cái định nghĩa bánh mì. Bánh mì sẽ không bao giờ tồn tại trên cái địa bàn này được. Tại vì bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu. Đó, thì kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm qua đó, bên Sở Công Thương của Khánh Hòa cũng đã đưa ra một cái văn bản là gì? Cái văn bản là quy định những mặt hàng nào là thiết yếu và những mặt hàng nào là không thiết yếu, đúng không? Thì
theo như trong cái văn bản đó thì những cái thực phẩm mà làm từ tinh bột đó, ví dụ như đậu mè nếp đồ các kiểu đó, gạo rồi đó, làm từ tinh bột là quy vô những cái thực phẩm thiết yếu, và bánh mì nó đã được xếp vào là thực phẩm thiết yếu, chứ không phải là những trong clip là bánh mì không phải thực phẩm. Bánh mì chỉ là đồ ăn. Bánh mì không phải thực phẩm. Thì kính thưa quý vị, thì cũng nhờ cái clip của ông Thọ quay trong cái lúc mà xử phạt anh Trần Văn Em đó, thì cái này là cũng tự ông quay luôn đó, tự ông quay, tự ông đăng lên chứ không ai quay nha bà con đó, tại vì lúc đó ông nghĩ làm như thế là rất ngầu. Cho nên ông quay, ông đăng lên đó. Và bây giờ từ cái sự việc này, từ cái sự việc của cái anh công nhân Trần Văn Em này, thì bây giờ người ta mới kéo theo một cái clip nữa, vụ nữa, thì xử phạt cái cơ sở bánh mì, thì nó cũng liên quan tới vấn đề này, đúng không? Đó, và bây giờ Ủy ban dân thành phố Nha Trang cũng đã vào cuộc xác minh đó, tại vì theo như chỉ thị 16 thì người ta bán cơ sở bánh mì hoạt động và người ta bán mang về là đâu có vi phạm gì đâu mà lập biên bản người ta, đúng không? Đó, thì Ủy ban dân thành phố Nha Trang cũng đã vào cuộc rồi, xác minh rồi đó, thì ông Thọ này là dính phốt liên tục. Thì kính thưa quý vị, thì liên quan đến vụ việc thì anh Trần Văn Em đó nha, Trần Văn Em thì cũng đã được chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nha Trang gửi lời xin lỗi đó, cũng như là công ty chỗ mà anh em này làm việc á cũng tạo điều kiện cho đi làm việc lại rồi đó, cũng tạo điều kiện để mà chích vaccine rồi các kiểu để mà chống dịch này nọ, để mà anh làm việc bài bản đó, để mà tiếp tục cái công việc của mình, tạo điều kiện cho anh, và cũng đã trả hết xe cộ giấy tờ và không có phạt hành chính nha đó, không có phạt gì hết. Thì hiện tại thì tiếp tục là một cái clip này, thì trong clip này thì ông chủ cái lò bánh mì đó thì cũng đang bị xử phạt, nhưng mà nó theo như là lãnh đạo của thành phố Nha Trang vào cuộc và xác minh đó, thì người ta làm không có sai nha, người ta không sai đó, lò bánh mì người ta là thiết yếu và không có bán tại chỗ, chỉ bán mang về là hợp pháp đó, và nó không có sai với chỉ thị 16. Thì ông Trần Lê Hữu Thọ này là cũng lại là nhân vật chính trong cái vụ này nữa. Rồi đó, Sơn Sàm sẽ cố gắng là cập nhật những cái thông tin mới nhất nha, mới nhất và nóng nhất để đưa đến cho tất cả quý vị, để mà những cái thông tin mà kịp thời đó, Sơn Sàm sẽ cập nhật liên tục đó, và đưa đến cho quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã ủng hộ Sơn Sàm thời gian qua rất là nhiều nha, cảm ơn bà con rất là nhiều đó. Thì hiện tại thì mùa dịch này thì bên giao hàng vẫn giao hàng bình thường đó, các anh chị nào mua hàng ủng hộ Sơn Sàm đó thì cứ đặt hàng qua Zalo, Sơn Sàm sẽ giao. Hiện tại xin nhắc lại cho bà con mình là cái số Zalo này nha. Sơn Sàm có cái trang Zalo này, bán rất là nhiều sản phẩm Nhật Bản nhập khẩu, 100% hàng nhập khẩu Nhật Bản nha, hàng rất là uy tín và chất lượng, rất là nhiều sản phẩm như là làm đẹp nè, gia dụng nè, mỹ phẩm nè, những viên uống collagen nè, những cái chai lăn nách rồi, những cái chai xoa bóp rồi, những miếng dán của Nhật Bản, nó rất là hữu ích, hữu hiệu nha, và chất lượng đó. Thì ở đây cái Zalo này bán rất là nhiều đó, cả nhà mình kết bạn Zalo nha, kết bạn Zalo với Sơn Sàm rồi vô tham khảo coi có mua được gì mua nha. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, xin chúc tất cả bà con mình sức khỏe, vượt qua mùa dịch này. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.